Chọn NPK Phú Mỹ, công thức đa dạng, một hạt ba chất lại chứa TE. NPK Phú Mỹ chất lượng đỉnh cao, chăm tốt cây trồng. NPK Phú Mỹ cho mùa bội thu. Chọn NPK Phú Mỹ, công thức đa dạng, một hạt ba chất lại chứa TE. NPK Phú Mỹ chất lượng đỉnh cao, chăm tốt cây trồng. NPK Phú Mỹ cho mùa bội thu. Trọn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Cắt lần trước là nó mọc xanh xanh tiền Culume 500.000 lần sau rồi. Thôi tuột rồi. Vâng. Cô phải làm cẩn thận vào đó. Cái này nó quay mạnh quá cô ạ, nó rút rất là mạnh. Cây gai xanh vốn là loại cây có mặt ở Việt Nam từ ngàn xưa. Tổ tiên của chúng ta đã biết dùng sợi gai để biện thừng. Ngày nay, gai được xếp vào nhóm cây công nghiệp với sản phẩm chính là sợi. Bên cạnh sợi từ cây gai, người ta có thể thu lá để làm bánh gai. Rễ của cây lại là một vị thuốc để chống viêm, chống động thai và chảy máu. Với những giá trị đó, loại cây này giờ không chỉ còn mọc tự nhiên. Hiện cây gai xanh còn được bà con ở nhiều nơi đưa vào trồng và giúp họ có cuộc sống đủ đầy hơn. Chào mừng bà con đến với chương trình thăm vườn của kênh VTC16. Thưa vị, thưa bà con, vài năm trở lại đây thì cây gai xanh đang được bà con ở nhiều nơi trên khắp cả nước đưa vào trồng ở trên những chân đất cao, trồng cây màu hoặc là trên những vùng trồng cây lâm nghiệp kém hiệu quả. Và để trồng và chăm sóc cây gai xanh có hiệu quả thì chúng ta cần phải lưu ý những vấn đề gì, đặc biệt là trong thu hoạch và sơ chế sau thu hoạch, thì nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập ngay sau ít phút tới đây. Chương trình xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ đã đồng hành cùng với chương trình. Bà Nguyễn Thị Thanh là một trong những nông hộ tiên phong trồng cây gai xanh tại Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Sau khi nhận thấy hiệu quả từ loại cây này, bà quyết định mở rộng diện tích lên trồng 8,2 hectare từ 1 hectare ban đầu. Không chỉ nâng cao giá trị kinh tế cho gia đình, bà còn tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục lao động khác trong vùng. Cô ơi, chào cô ạ. Chào cô. Cô đi làm sớm thế hả cô? Con đội của cô là cứ 5 rưỡi là vào ruộng. Ôi, 5 rưỡi trời vẫn còn nhá nhiều rồi. Đấy, bên mùa hè có một vô 4 rưỡi, 5 giờ. Ôi, thế đây là cây gai xanh này hả cô? Đây này là cây gai xanh. Nhà mình đưa về trồng lâu chưa hả cô? Đưa về trồng, nhà máy đưa về trồng từ năm, cô vào công ty vào đây từ năm 2015. Đấy, khi đã là trồng từ năm 2016. Và có nhà trồng năm 2017, có nhà trồng một hết, trồng thử. Cô ơi, cháu thấy là tất cả mọi người đang thu hoạch cái cây này thì cái việc thu hoạch như nào cô? Cô hướng dẫn cháu xong rồi cháu cùng thu với cô nhá. Cắt cái này nha. Vâng. Cắt cái này rồi róc lá thì bắt đầu là bỏ máy nha. Đây này. Vâng. Cái thu hoạch này cắt này cũng cứng nhỉ cô nhỉ? Đấy, cứng mà. Vâng. Đấy. Thu mình phải sát gốc hả cô? Thì sát gốc. Vâng. Sát gốc để cho nó mọc đều. Vâng. Đấy. Để sát gốc như này này. Đấy. Là 90 ngày một lứa, đầu tiên mới trồng. Khi đã trồng sang đến lứa thứ hai rồi là 45 ngày một lứa. Ôi chơi, phát lá đi nha. Phát lá đi cho máy nó làm cho nhanh. Nó tổn động cho máy. Dạ vâng. Thế là đấy, bắt buộc là mình cứ phải phát lá này à? Ừ, cứ phải phát lá đi làm máy làm nó nhanh. Vâng. Thì không phát cũng được thôi, máy nó làm thôi, nhưng mà làm phát thì máy làm nhanh hơn. Vâng. Nếu không lại giảm năng suất. Ừ. Ê, cháu ơi, đừng cắt cái chỗ này nhá. Chỗ này là mất 20 phân sợi này. À. Đấy, cho nên chỉ phứt lá thôi. Còn để cái ngọn này là máy tự nó làm. Cháu tưởng là cái đoạn này lá nhiều thì không được. À, vâng. Thực ra là làm gì là cũng phải có kỹ thuật hết đấy thưa quý vị. Vâng. Nếu mà mình mà làm mà không cẩn thận là vừa có thể là làm cho máy hoạt động không tốt mà vừa có thể là mất sợi, là mất tiền, là mất thu hoạch của mình. Cái cây này là làm cắt đằng trước nó mọc đằng sau. Cắt đằng trước là nó mọc xanh xanh tiền Culume 500.000 đằng sau rồi. Cho nên là dân có động lực làm lắm. Cô, thế những cái gốc như này xong thì mình lại phải trồng lại lứa mới hả cô? Không, trồng có một lứa thôi, 10 năm sau để đào cái củ á. Đào củ người ta lại mua 3 triệu một tấn. Ôi, thích nhờ. Theo bà Thanh, khi 3 đến 4 lá gai dưới gốc cây già chuyển sang màu nâu nhạt, các đốt ở phần ngọn có dấu hiệu mọc xít lại, bẻ đôi thân cây thấy vỏ tách khỏi lõi dễ dàng là cây đã đến độ thu hoạch. Thu hoạch đúng thời điểm sẽ giúp các lứa sau phát triển tốt, đồng đều,
chất lượng vỏ gai xanh được đảm bảo. Với giống gai AP này, cây có thể trồng ở mật độ từ 24.000 đến 25.000 cây một hecta. Năng suất trung bình đạt từ 1 đến 1,5 tấn vỏ khô trên một hecta một vụ. Mỗi năm thu từ 4 đến 5 vụ. Thưa quý vị, sau khi mà chúng ta đã cắt được một số cây rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mang đi tuốt. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng đi bê cái này gom lại để có thể đến nơi tập kết. Ôi, trời mưa nhưng mà mình vẫn tiến hành này, mình không sợ ảnh hưởng đến cái chất lượng của sợi ở cuối không ạ? Mưa thẳng hả? Thế bây giờ đối với lại cái công việc tuốt vỏ sợi gai ở đây thì mình sẽ làm như nào ạ? Mang cái cây vô máy để tuốt, cái vỏ đấy mình cái vỏ mang đi phơi thôi. Tức là vỏ cái gai à, hay là những cái sợi, cái sợi vải là những cái vỏ bên vỏ ngoài này? Lấy mình cái vỏ đi thôi, cái nỏi đi thì cái nỏi ở trong đây thì vứt ra. Đưa những cái cây này vào máy như thế này không sợ sợi nó bị đứt à cô? Không ạ, cái sợi nhấn dai lắm, không có việc gì cả. Khi đến vụ, đến lứa thu hoạch thì chỉ trừ những ngày mưa quá to, còn mưa nhỏ thì người trồng gai vẫn đi thu hoạch. Cùng với những tốp chuyên cắt cây sẽ có những tốp chuyên tuốt vỏ. Việc thực hiện đồng thời này sẽ giúp cho vỏ cây không bị héo, mất nước, việc tách lõi khỏi vỏ cũng sẽ sạch sẽ hơn. Cháu lấy cho cô một bó đi. Dạ vâng. Một nắm nữa. Cháu lấy cây vừa vừa thôi nhá. À. To quá là bỏ vô tay ấy nặng quá. Tức là mình chỉ lấy vừa thôi, vừa bỏ thôi. Vừa là bao nhiêu hả cô? Nắm này thôi. Nắm này thôi. Đi nào cứ phải đưa vô đùn đùn vô, đùn dần vô để sau này quay lại. Cái này tuốt là phải cẩn thận, không có là hơi ý một tí là nó vô trong máy là mất luôn, mất luôn. Có mất tay không? Dạ, vô tay. Vâng, rất là nguy hiểm. Vâng. Cháu cũng làm thử một chút và đỡ cô một tí thôi nhá. Vâng. Cái này nó quay mạnh quá cô ạ, nó rút rất là mạnh. Nên là nếu mà cháu cho quá một cái là nó đã hút luôn mất rồi cô ạ. Nhưng mà phải làm cẩn thận không mà mua tay. Dạ vâng, đúng rồi, thằng nào cháu vừa đây cháu nhìn thấy cô là cô phải xoắn lại đúng không? Vâng. Để cho nó khỏi hút. Bởi vì thưa quý vị là cái này khi cho vào máy quay này nó hút rất là mạnh để có thể kéo đi được những cái phần lõi, phần gỗ ở bên trong ấy. Nếu mà mình không giữ cẩn thận thì cái vỏ nó lại rất là trơn để nó kéo tuột mình đi, là rất là nguy hiểm. Bà Cúc cho biết việc tuốt vỏ rất quan trọng, nếu thao tác quá nhanh hoặc quá chậm đều không được. Đưa cây vào máy với tốc độ ổn định sẽ giúp vỏ thu được có chất lượng tốt hơn, đồng thời cũng an toàn hơn với người thao tác máy. Một điều lưu ý nữa là vỏ sau khi tuốt cần để cùng chiều và đều nhau, như vậy thao tác ở công đoạn tiếp theo sẽ thuận lợi hơn. Sản phẩm cuối trước khi xuất bán cho nhà máy dệt là vỏ khô. Do vậy với người trồng, ngay sau khi tuốt thì họ sẽ tiến hành việc phơi hoặc sấy nếu mưa quá to. Chưa hôm nay mưa này mình cũng phơi đấy. Phơi rất là nhỏ thôi mà, phơi biết ráo mà. Không thì để đâu mà anh thâm lại đấy. Thế mình khi phơi thì mình phơi như nào? Mình phơi như thế này, mình giấu như thế. Rồi mình dài mỏng mỏng lên như thế này. Nó không cục lại là nó thoáng là nó khô thôi mà. Em phơi dày như chưa được đâu. Phơi mỏng ra cho nó nhanh khô rồi không phơi dày rồi nó nhiều công lắm. Tức là mình phơi mỏng chỉ có một nắng thôi là mình gom được rồi, chiều mình lại gom được rồi. À, tức là em phơi như này đang dày quá đúng không? Đó, còn cái nào mất cục lại gì em lại xé ra như chắn thẳng này. Chắn thẳng sợi này. Lúc là đẹp, vừa đẹp sợi này, vừa nhanh khô này, nó không cục lại. Rồi nắng to một lượt nữa là mình lại phơi lại một lần nữa là mình đi nhập cho công ty thôi. Để vỏ gai khô có chất lượng cao hơn, trong quá trình phơi người sản xuất cần kiểm tra và loại bỏ lõi cây, cây dây leo hoặc cỏ rác nếu còn dính vào vỏ. Sản phẩm vỏ khô thành phẩm cần có màu vàng, vàng nhạt, vàng xanh, vàng nâu, nâu, vỏ gai mềm, sạch tạp chất. Với màu sắc, độ dài và chất lượng đảm bảo, vỏ gai khô sẽ được giá và mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Giá thức ăn chăn nuôi tăng vọt, giá gà giảm sâu. Làm thế nào để người chăn nuôi vẫn có lợi nhuận?
Bí quyết nằm ở những phương pháp phối trộn thức ăn tiết kiệm chi phí và chăn nuôi an toàn. Tỷ lệ ngô thì mình sẽ phối trộn vào. Cùng đón xem trong thăm vườn số tiếp theo. Toàn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Chọn NPK Phú Mỹ, công thức đa dạng, một hạt ba chất lại chứa TE. NPK Phú Mỹ chất lượng đỉnh cao, chăm tốt cây trồng. NPK Phú Mỹ cho mùa bội thu. Chọn NPK Phú Mỹ, công thức đa dạng, một hạt ba chất lại chứa TE. NPK Phú Mỹ chất lượng đỉnh cao, chăm tốt cây trồng. NPK Phú Mỹ cho mùa bội thu.